Lần đầu tiên thì những ngư dân của tỉnh Phú Yên có thể an tâm bám biển mà không cần phải mang theo nước ngọt và lo thiếu nước ngọt nếu phải đi biển dài ngày hay là thời tiết chuyển biến xấu. Kết quả này thì có được là nhờ công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt đã được áp dụng thử nghiệm thành công, và công nghệ này đã mở ra triển vọng cho người đánh bắt xa bờ, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển. Tàu cá BI90612TS do ngư dân Lê Tấn Hồng, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng vừa trải qua một trong những chuyến đi biển thành công nhất từ trước đến nay. Không phải lo hết nước ngọt, con tàu có thể vươn khơi xa, bám trụ đánh bắt ở những ngư trường lâu hơn thường lệ. Chuyện ăn uống tắm giặt cũng thoải mái hơn trước, khi giờ đây ngư dân không phải lo hết nước. Anh em thích cái máy này, đỡ cho trong này, này bớt dở nước đi, đỡ rê đá này, tải nước, đỡ mà anh em có sử dụng. Không có cái máy này, này mình chở 100 hay là 150 can, thì nó buộc nó phải nặng cái lái, này mình chạy nó mất cái kinh phí của mình. Khi mình muốn giải này mình phải nhích lên một chút ghe hay này mình cúp một cái bóng, hai cái bóng này mình tải nước nó được, chứ không có heo điện gì hết. Tàu PI90612TS là tàu câu cá ngừ đầu tiên của Phú Yên được lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt. Đây là thiết bị do công ty cổ phần Tecomen sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về nước ngọt của các tàu cá xa bờ, các đội tàu dịch vụ, tàu vận dương, tàu hải quân có hành trình dài trên biển, phục vụ nhân dân các điểm đảo, nhà giàn. Về nhu cầu về nước uống, về nhu cầu về nước sinh hoạt cho bà con một cách là thuận tiện nhất, và đảm bảo rằng là trong quá trình làm kinh tế biển thì lượng nước sinh hoạt, lượng nước sử dụng để uống lúc nào cũng đầy đủ, không lo thiếu thốn, tiện nghi như là trên đất liền. Với những tàu cá xa bờ có hành trình từ 20 đến 30 ngày với 9 ngư dân, mỗi chuyến đi biển phải mang theo ít nhất 150 can nước ngọt. Tàu câu mực hay lưới vây, thời gian đi biển kéo dài từ 3 đến 4 tháng, thì số nước ngọt mang theo lên đến gần 1.000 can. Việc sử dụng thiết bị này tiết giảm đáng kể không gian trên tàu, đồng thời không phải tốn chi phí đầu tư can nước và nhiên liệu vận chuyển. Triển khai lắp đặt đồng thời trên 4 tỉnh, đó là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Trong thời gian tới, với những cái kết quả chạy thử nghiệm rất là tốt và được ngư dân đánh giá cao, thì chúng tôi tiếp tục thương mại cái sản phẩm máy lọc nước biển này. Thì máy lọc nước biển chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ bà con ngư dân một cách tốt nhất. Việc đưa thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt trước mắt mở ra nhiều tiện ích cho những tàu cá xa bờ nói chung, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Nhờ vậy, những chuyến hành trình khai thác thủy sản sẽ kéo dài hơn trước, nhờ chủ động được nguồn nước ngọt dù đang ở khơi xa.